Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ và cũng đã lâu lắm rồi các bạn, mình không có chơi lại Minecraft á. Thì ở trong những series trước của mình á, thì cũng có nhiều bạn kêu mình á là quay trở lại chơi Minecraft á, cho nên là sẵn tiện hôm nay á thì Minecraft mình cũng biết được một tin là nó mới vừa ra mắt phiên bản 1.21, phiên bản chính thức á, cho nên sẵn tiện thì mình sẽ quay trở lại làm một cái series Minecraft Vanilla luôn á. Rồi sau này á mình sẽ làm những cái series mà Minecraft liên quan tới mod á để khám phá những cái mod bug mới á. Đó, Minecraft lâu lắm rồi mình mới quay trở lại. Và trước khi bắt đầu video mới, series mới, các bạn yêu thích Minecraft thì cho mình xin một like với dưới video, cũng như một đăng ký kênh, cũng như một bình luận á, để mình biết các bạn thích mình làm tiếp Minecraft cho các bạn cùng xem luôn á. Và ở đây thì mình được spawn ở hình như là trên một cái như một trên cái đảo á. Mình thấy có một cái cây ở phía bên trên này nè, ngon quá vậy. Đây đây đây, công đoạn đầu tiên trong Minecraft thì chắc chắn là phải đi lấy gỗ ăn, chế tạo mấy cái dụng cụ để mình sinh tồn mới đã. Bên kia mình thấy hình như có mấy cái tàn tích gì á, hình như tàn tích đáy biển nhưng mà nó bị nổi lên trên bờ luôn rồi. Cái cây này thì cũng nhỏ, hình như được 5 cái lốc gỗ thôi. Đúng rồi, 5 lốc gỗ này thì mình sẽ chuyển sang cái bàn chế tạo luôn đi. Sau đó thì chuyển thành những cái cây luôn. Chắc là mình sẽ lên cái cây cuốc trước à, cuốc chim bằng gỗ trước đi. Sau đó thì mình sẽ đi đào mấy cục đá, cái mình lên luôn hẳn đồ đá luôn cho nó nhanh. Qua khám phá trước à. Đúng rồi, mình sẽ đi vào phía bên đây để mình khám phá cái tàn tích này xem coi có đồ gì không. Mình lướt luôn trong mấy cái tàn tích này thì có rương nè. Ngon, có lúa mì với than được. Trong đó thì này thì chắc có một cái rương ha, thường là mấy cái này sẽ có cái rương đồ cho mình lướt á. Phía bên đây có không? Bên đây thì bên đây không có rồi. Hên xui khám phá những cái kế bên nữa. Ui đây nhiều lắm, bên đó nữa kìa, bên đây bên kia nữa. Chỗ này có không, có cục này né ra kia, dậm lên cái. Ui em cá heo à, chỗ này có gì không? À đây có. Ui bản đồ kho báu bị chôn vùi, ngon. Bản đồ này đâu đây? Hướng phía bên này à. Được. Qua đó khám phá luôn ha. Sẵn mình đi đào kho báu luôn. À đây, đập chỗ này ra một cái. Còn nữa cho nên là mình sẽ khám phá cho hết chỗ này luôn. Có một cái cây nữa nè, lấy gỗ được á. Bên đây không có ha. Qua cái bên đây luôn. Cái này mình nhiều thấy mắc ma nhiều lắm. Có gỗ nữa nè. Đó, có rương. À, có thêm một cái áo nè, áo da. Vậy là mình có được một cái nón vàng với lại một cái áo da mặc vô luôn đi. Bên kia còn một cái nữa. Qua wow, mình canh ngay phía bên trên. Hình như chỗ này nó bị chôn vùi thật sự rồi, nó bị dính dữ luôn rồi. Không có ăn. Còn ở phía bên đây thì đập ở ngay phía bên trên đi. Có đèn đồ cái kiểu nè. Mà thấy không có rồi. Chỗ này đi ra. Ủa chỗ này nãy mình mới đi vô mà. Rồi giờ khám phá luôn rồi. Này ôi có rương. Nhưng bị dướng ở phía bên trên rồi. Mình phải đập bằng tay, cố lên. Rồi, lên lấy hơi một cái. Ây da. Rồi lên lấy hơi một cái để thở một cái. Mở cái rương coi được gì không. Cần câu sửa chữa. What? Cái gì vậy? Có cái rìu luôn. Wow, có cần câu để làm ngư dân à. Giờ cho cần câu sửa chữa luôn mà. Vậy là có thêm một cần câu sửa chữa với lại một cây rìu. Đỡ mình phải chế có đồ đá luôn nè. Còn đây thì một cái tàn tích nữa. Mình sẽ đập ra luôn. Có đồ đi xuống dưới nè. Nhưng mà hình như là bích rồi. Trong này cố đào cái cục bìa luôn á. Bị chôn vùi thật sự, dính dưới luôn rồi. Không có gì hết. Bên đây mình có cái cây, có cái rìu nè. Qua wow, mình chặt cái cây ở phía bên đây luôn một cái. Sau đó mình sẽ tìm ít đá làm cái cây cuốc chim đá, sau đó thì làm cây sẻn luôn, làm luôn cây kiếm bằng đá luôn. Cái rồi đi đào kho báu ăn. Đến chỗ đào kho báu mình đào luôn. Đây thì dưới này đây là có đá nè. Tạm thời thì phải sử dụng cây cuốc này thôi. Dối vào bên bển mình đào. Kiếm 3 cục thôi là ngon luôn á. Đó, lên thời kỳ đồ đá liền. Rồi. Đủ rồi đó. Lên phía bên trên để mình lên cây cuốc. Đẹp luôn.
chất cái cuốn này vô đi. Rồi, chất vô. Sẵn đây mình sẽ chế tạo luôn đồ ăn nha. Có lúa mì nè, đỡ phải săn động vật trong những tập đầu rồi. Mình cần cái xẻng để đi đào hoa báo nè. Đó, cái xẻng nè. Sau đó thì cái kiếm. Rồi. À quên, ở đây thì qua phía bên kia là biển rồi, cho nên là mình sẽ làm luôn một cái bè đi, cái thuyền để mình lên đường nha. Bản đồ hoa báo thì nó sẽ chỉ mình đi hướng phía bên đó đó. Đó, hướng phía bên đó. Phải băng qua chỗ này rồi. Đặt xuống và lên đường thôi. Trời vẫn còn sáng nha, cho nên là thuận tiện cho mình đi phiêu lưu khám phá. Vừa đi mình sẽ vừa coi coi bản đồ luôn. Ồ, thấy bản đồ thì đi qua phía bên đây. Tới thêm một chút xíu nữa. Đó, gần tới rồi đó. À, chỗ này đúng không? À, đây, đây, đây. Chính xác là chỗ này nè. Nhìn bản đồ để mình đi cho nó ngay, cái mình đào xuống cho nó ngay luôn. Đó, chắc là gần gần chỗ này. Rồi, bắt đầu hành nghề thôi. Dọn dẹp, dọn dẹp, dọn dẹp. Dọn dẹp những ô cát. À, mình có thể áp dụng xem coi. Còn sử dụng được không? Cái cách mà đào cát cho nó nhanh á, bằng cách là sử dụng mấy cây đuốc. Đây đây, đập ra sau đó. Ú, ngay hoa báo luôn. Cho đây, đây đây. Tính đặt cái gì nè, vẫn còn xài được á. Trong phiên bản 21 này thì vẫn còn xài được. Và đây thì wow, nhiều sắc nhiều vàng lắm luôn á. Ngọc lục bảo, trái tim biển cả đâu nè. TNT đồ. Lụm lụm, có cá nè. Cá chín luôn nữa. Thuốc thở dưới nước. Wow, mới vô có hoa báo thì ngon quá. Bây giờ thì buổi tối luôn hả? Trời ơi, mới vô chút xíu à. Chưa làm gì hết, trời tối rồi. Có được mới sắc. Hay chà, lên cây cuốc luôn mới được. Thôi, bỏ ra phía bên ngoài để mình à, lên cây cuốc bằng sắt luôn à. Bỏ vô một cái. Có sắt thì lên cuốc sắt luôn. Đây. Ngon, lên thời kỳ đồ sắt luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. À, bây giờ nếu mà mình đi phiêu lưu thám phá vô trong đó thì lại sợ gặp mấy con quái nó tấn công mình nha. Cho nên là trong sẵn ở đây các bạn, mình sẽ đào luôn ơi. Trong lúc mà chờ đợi trời sáng á, mình sẽ đào đại xuống phía bên dưới đi. Chờ cho trời sáng á, cái mình lên phía bên trên để mình đi phiêu lưu thám phá là đẹp. Mình đào một hồi đó các bạn, thì mình thấy một cái quặng. Quặng này thì đào ra được, à quặng đồng. Quặng đồng nè. Quặng đồng chứ không phải quặng sắt à. Mình đang cần có sắt. Thôi cứ đào sâu xuống phía dưới thêm đi. Sẵn mình sẽ đào xuống tầng sâu hơn nữa. Dưới này cái gì đây? À, dưới này là một cái hang động ngập nước. Ây chà. Mình sẽ chặn lại bớt à. Ây chà. Gãy luôn rồi. Cây cuốc sắt thì mình đang để dành. Để dành để mình có kim cương mình đào chứ còn. Bây giờ thì dứt luôn hả? Dứt luôn đi. Dứt luôn thêm một cây nữa. Vậy là mình sẽ có hai cây cuốc luôn á. Hai cây cuốc sắt. Thôi thì dứt thôi. Lát nữa kiểu gì mình cũng sẽ đào được thêm sắt á mà. Mình đang đào cái quặng sắt thì mình tìm thấy được một cái hang rồi. Có rất là nhiều sắt luôn á. Mình sẽ cắm cây đuốc ở đây để đánh dấu á. Nhớ địa điểm, nhớ địa điểm. Cầm cái kiếm lên một cái. Cái bên đây thì nó có xu hướng là đi lên phía bên trên. Nhưng mà có một đường đi xuống phía bên dưới nữa kìa. Sắt nhiều quá, sắt nhiều quá. Bỏ qua thì uổng quá. Sắt bây giờ nó không còn rớt như một block nữa không. Cách đây rất là lâu mình chơi là nó sẽ rớt cái block. Còn bây giờ thì nó rớt ra những cái phôi giống như phôi đồng nè. Sắt khô. Ừ, dưới này lava rồi. Ui, ngọc. Ngọc luli đúng không. Có quặng than nữa nè. Lụm luôn, đào luôn, lấy luôn kinh nghiệm. Bên đây thì có xu hướng đi lên phía bên trên nè. Đi lên phía bên trên là những tầng cao hơn. Vậy là trên nó không có kim cương đâu. Phải đi ở tầng ở phía bên dưới thôi. Có nữa nè. Nghĩ ngon. Đào sắt nhưng mảnh lòi ra mấy cái ngọc. Đem về để sắp tới sau này có cấp độ mình làm bằng enchant rồi nữa. Ờ, nhưng mà vô trong này bích đường rồi. Ờ, hay dòng ra để mình xử luôn mấy cục sắt. Ờ, vẫn còn đường phía bên đây nữa nè. Đi sâu xuống phía bên dưới thêm nữa. Nhưng mà tới đây thì cùng đường rồi. Và mình đang ở tầng bao nhiêu đây?
Ồ, tầng âm luôn rồi. Minecraft phiên bản bây giờ thì nó còn có cả tầng âm đó. Trước thì đào tới như tầng 1 hay tầng 0 gì đó là nó xuống tới bedrock. Còn bây giờ thì nó có cả âm nữa. Wow, mình tìm thấy được một cái hang. Và ủa, chỗ này giống cái chỗ lava hồi nãy quá vậy. Nãy cái hang nãy mình đi ngang chỗ này mà. Trời ơi, đường ở phía bên đây thì đi hướng lên phía bên trên rồi. Đào hồi qua tới cái hang lava hồi nãy. Thì mình lại tiếp tục đẩy tới nữa thôi. Tìm hang mới mà nó quay trở lại ngay cái hang cũ à. Đồng thì chắc mình bỏ đi. Bây giờ thì đồng chưa xài được đâu. Ui cha, gãy luôn cây cứu của mình rồi. Zombie thì mình không sợ đâu, mình sợ mấy con skeleton nó bắn từ xa thôi. Tới thêm một cái hang nữa. Là mình thấy có hang dưới rồi. Đúng rồi, chỗ này chắc chắn luôn. Cắm cái đuốc đây đi em. Con dơ bên đây đúng không? Nghe tiếng hú hú của nó hoài nha. Đuốc của mình hết rồi, cho nên mình sẽ chế tạo thêm mớ nữa. Đây, cầm lên cho sáng nha. Nghe tiếng chân. Hình như trên đầu của mình nữa chứ không phải ở dưới này. Đúng rồi, nghe nghe trên đầu á. Chỗ này là chỗ mình à. Nhảy trên nhảy xuống không? Cắm cái đuốc luôn ở trên cho dễ nhớ. Qua phía bên đây. Đó, có xác căng. Ui, bên kia có Keleton hả? Keleton thì hơi căng nha. Mình sẽ làm cho mình một cái khiên á. Cái khiên mình có gỗ trong này nè. Cái khiên á thì không nhớ công thức, cho nên bấm ở trong này cho dễ. Đây, có cái khiên luôn. Bây giờ mình sẵn ở đây mình sẽ chế tạo luôn cái lò nung đây đây. Bốn cái đi ăn. Để mình nấu lên luôn. Sử dụng được ba cái thôi. Mình thấy cái chân của nó. Đó đó đó. Nhào vô. Uầy, có nhện nữa hả? Đỡ một cái chém. Đỡ rồi. Không, lắm. Hỡi săn quá vật liền. Cái đuốc cho sáng sáng kìa. Mình ghi có Keratin nữa hả? Đường này thì đi xuống phía bên dưới sâu hơn nữa nè. Wow, cái này chắc chắn là xuống tầng âm rồi. Sâu quá sâu mà. Ui, đây. Trời 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 trời. Ngon. Một viên kim cương đầu tiên. À, vậy là có thể đi sâu xuống luôn. Ở đây mình đang ở tầng là âm 18. Vậy là cái meta mà đào kim cương ở tầng 11 là xưa rồi. Ao meta quá. Ở trong này thì còn đường đi nữa không? À hết đường đi hả? Dưới này chỉ còn lại những cái quặng sắt thôi. Đào xuống phía bên dưới là bắt đầu xuất hiện những cái loại đá đen nữa. Đá này nãy giờ mình đào nè. Đá cuội bản sâu à. Một cái loại đá cuội sâu hơn ở phía bên dưới lòng đất. Quay trở lại xem coi mình có được mới sắt nào chưa. Đây rồi, có sắt. Đó, quá chừng luôn. Mình sẽ lên luôn bộ giáp luôn cũng được á. Lên một cái. Lên luôn cái áo không? Lên luôn cái quần một phát. Mặc vô một cái đi. Áo da nhục đi. Đón nữa hả? Chà. Phải, nghiên cứu à. À cái này nhục nè. Mũi tên thì giữ lại để dành xài. Cá thì để dành ăn. Đất thì dục bớt đi. Cái này dục bớt đi. Trong này có thêm. Rồi lấy ra được rồi đó. Bây giờ thì chế tạo mình thiếu món nữa. Thiếu cái quần với đôi giày nữa không? Quần nè. Đó, đôi giày luôn. Ngon. Dứt 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 à, dọn cái bàn này đi thôi. Lò nung hả? Lò nung đá mình chế là được. Chỗ này thì mình sẽ đập ra để leo lên phía bên trên thôi. Bây giờ thì đi lại con đường nha. Nãy giờ mình đào quá trời quá đất luôn á. Cái hang động lava nè. Phía bên trên bây giờ không biết trời sáng hay tối nữa. Mình lên phía bên trên hình như là trời cũng đã sáng nhưng mà mưa rơi tầm tã à. Qua phía bên đây đi tìm những vùng đất mới thôi. Chỗ đó kia là chỗ mình spawn rồi đó. Còn phía bên đây là đến những vùng đất mới nè. Mưa rơi tầm tã.
Vô trong này hình như là cũng đường cùng luôn rồi. Chắc là sẽ tấp tấp vô phía bên nè. Phía bên đây đây. Đó. Chỗ này có cái lài lài nè ha. Mình có thể leo lên được. Sau đó thì lấy cái thuyền lại luôn. Đem heo. Có gặp sông suối gì đó thì mình sẽ bơi luôn. Ai có mấy em cu nè. Được. Xin ít lông đi. Ưu tiên màu trắng nè. Ưu tiên màu trắng để mình có thể phải làm được cái giường á. Hai màu xám luôn. Ưu tiên màu trắng đi. Đá cuội bây giờ nhiều quá, giật bỏ bớt đi. Mình sẽ lấy lại thịt để có gì nướng làm đồ ăn. Heo nữa. Heo thôi. Tội nghiệp với em đó quá. Nãy phải làm cái kéo mình cắt là hợp lý rồi. Đem xử luôn. Rồi, tiếp tục ở đây có nước nè. Đây rồi, phía bên đây thì thảo nguyên bằng phẳng nè. Cách chỗ farm cừu của mình cũng không xa. Được á, chỗ này lý tưởng nè. Để mình có thể định cư xây dựng cái căn cứ của mình. Ồ, em có heo đi heo luôn à. Đói quá, làm con cá cho con cái. Ngon lạnh, mưa rơi tầm tã. Ôi, hình như ngôi làng ở phía đằng trước luôn kìa. Ai cha. Ngon vậy. Vậy là mình có thể làm cái thứ gần gần chỗ ngôi làng được. Chỗ ngôi làng này cũng bằng phẳng nè. Ngon á. Sẵn mình ghé ngôi làng. Phải. Mình sẽ đặt một cái rương ở phía bên ngoài đi. Nãy mình có đào được cái kho báu. Lấy luôn cái rương á. Cẩn thận. Giờ đây mình sẽ để một cái rương ở phía bên ngoài này. Sau đó thì mình sẽ đặt cái đồ của mình vô ăn. Đó. Bỏ đồ hết vô trong này cho đỡ chặt xe lốt. Mình vô trong ngôi làng mình kiếm ít đồ à. Dạ. Nếu mà vô trong ngôi làng thì chắc chắn là sẽ có giường á. Bây giờ cũng buổi tối luôn hay gì rồi. Hồi nãy mình mới vô là đào kho báu sao là tối á. Xuống phía dưới đào lòng đất. Hồi cái lên phía bên trên là mưa tầm tã. Bây giờ là tối nữa. Vậy là hôm nay là ngày thứ hai luôn rồi. Tôi có bò nè. Bò để lấy da. Có rất là nhiều mấy cái kiện rơm ở trong này. Ngon. Kiện rơm này mình sẽ lấy để làm bánh mì cũng được. Xin ít nha. Mấy dân làng ở đây chắc ngủ ha. Mình sẽ vô mình ngủ ké thôi. Ôi con mèo. Con mèo chạy dữ vậy. Ây da. Mượn cái giường anh đây. Đó. Ngon lành giấc ngủ đầu tiên. Có gì đây? Ừ, táo à. Thì là xin ít luôn. Trời mưa tạnh hả? Trời quang mây tạnh trở lại rồi. Bên đây em mèo á, em mèo chạy rồi. Phải có cá sống cho em đó mới được. Đây chỉ có giường thôi. Ở trong ngôi làng thì sẽ có rất là nhiều mấy kiện rơm. Mình sẽ lút theo thứ tự ha. Không để bỏ sót căn nhà nào hết. Tìm xem có ít đồ mình mượn của mấy anh dân làng đem về sử dụng á. Có giường nha. Đây thì có không? Căn nhà kia thì ngon quá. Vô lút được một mớ táo. Còn mấy căn nhà này thì không có cái rương nào luôn. Có một tầng ở phía bên trên nữa nè. Mình sẽ lên phía bên trên đây. Lên sân thượng gì thôi á. Rồi căn nhà tiếp theo thôi. Không có gì luôn. Đóng cửa lại cho mấy anh dân làng luôn. Căn nhà này là căn nhà có. Đó, căn nhà bự bự là có rương liền. Bánh mì luôn. Khoai tây đợi luôn. Đem về để trồng luôn. Và sẵn mình xem mình nghía nghía xem ra. Mấy dân làng hay có mấy cái khu ruộng lắm. Ây da. À đây. Ui mà mình cắt sắt cái bên kia hết rồi. Nhưng mà đây mình cũng không cần lắm đâu. Mình tính lấy thêm một cục len nữa đó. Để làm cái giường. Nhưng mà ở đây thì mình có thể mượn cái giường luôn cũng được. Đây là đường nè. Đây có cái giường nè. Hai cái luôn, mượn cái đi. Đem về xài. Ôi bốn cái luôn chứ. Là táo nữa ha. Táo với lại khoai tây. Khó, mình cứ lấy hết đi. Vậy là xong rồi đó. Ngôi làng clear. Cái gì đây? Hạt giống nè. Bên đây củ dền nè, lấy được nè. Cà rốt luôn nữa hả? Đủ thứ hết vậy. Thu hoạch giùm anh nhân làng nha. Ồ, ảnh tự farm kìa, ảnh tự farm kìa. Sau này chúng ta sẽ có được mấy farm nhân làng nữa. Chắc chắn rồi, trong city này phải có chứ. Chỗ này nãy rồi. Vậy thôi, xong. Wow, nắng đẹp quá. Nắng sớm, nắng sớm à.
Mình gõ chuông để mấy anh dân làng chạy đi á, dưới này giếng nước. Ủa mình thấy có lỗ à? Giếng nước có cái lỗ để đi xuống phía bên dưới, đi sâu xuống dưới lòng đất thêm. What? Mình thấy dưới này là hầm mỏ bỏ hoang dưới này, ở ngay phía bên dưới giếng thôi, có một cái lỗ để có thể chui xuống dưới. Mình nghe có tiếng dơm nữa. Thôi lên phía bên trên cái, lên phía bên trên để khám phá phía bên trên chứ anh. Vậy là ngôi làng này có hầm mỏ để mình có thể khám phá được nè, ngon nè, ngôi làng này xịn đó chứ. Đây thì mình khám phá hết rồi, trên này có mấy em cừu nữa không? Vậy là để dành mình nuôi luôn các bạn. Đây mấy em cừu đây để dành nuôi nhân giống ha. Chỗ này mình thấy lý tưởng nè, có cừu có heo nè, có thêm mấy con ngựa phía bên kia nữa. Rồi trong ngôi làng thì có thêm mấy con bò nữa, tính ra bên đây thì có gà nữa nè, tính ra đủ hết mấy cái con mà kiểu cơ bản của Vanilla Minecraft luôn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại các bạn chỗ mình đặt cái rương ha. Mình sẽ không sống ở gần mấy anh dân làng đâu, ở gần ngôi làng á, mình sống ở gần đó sẽ spawn mấy con dơm tấn công ngôi làng là ngôi làng sẽ gặp nguy hiểm á, cho nên mình sẽ ra phía bên ngoài. Mình sẽ sống ở gần ngoài bờ bờ hồ phía đây nè. Chỗ này mình thấy đẹp ha. Bây giờ thì trời nắng sáng nè. Wow, nãy giờ trời mưa chứ buổi tối ha. Còn bây giờ trời ơi nhìn đẹp ghê luôn á. Chỗ này có mấy cây mía nè, có cát nữa. Được 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 được, mình sẽ đập mấy cây mía ở đây đi. Mình sẽ thành lập một cái khu vườn ở đây luôn. Chỗ này mình thấy bằng phẳng lý tưởng để xây dựng căn cứ sau này nè. Đó mình dọn dẹp hết cái cây cỏ ở đây nha, sau đó đi trồng cây pha mấy cây ở phía bên trong á, bên đó có gỗ bạch dương rồi gỗ gỗ xoài rồi các kiểu ở trong đó. Kế bên đây có cái cây nữa nè, lấy đặt cái giường xuống trước đi, giường phía bên đây đây. Mình sẽ quay trở lại để lấy cái rương của mình cái. Rồi đó, để cái rương lại anh. Mình có gỗ là mình có thể chế tạo được cái rương trở lại rồi. Mình sẽ chế tạo cái rương đôi luôn, để mình chứa đồ của mình. Dọn dẹp hết cái chỗ này cho nó thoáng thoáng. Double luôn. Không dính vô à? Vậy là mình phải canh cho ngay chỗ này á. Đó, vậy là dính vô liền. Bỏ đồ hết đi trong này. Mình chắc phải đầu tư cho mình một cái cây cào đất để trồng cây quá. Cây cào đất lấy ít gỗ ra, lấy ít sắt ra luôn. Mà cây cào đất chắc là làm bằng đá được rồi chứ cũng không cần phải làm bằng sắt đâu. Tốn kém, tốn kém ăn. Đây, làm cái cây này để cào đất nè. Với lại mình làm thêm mấy cái lò nung nữa để mình nấu phần sắt rơi vô trong lúc mình đi cào đất để trồng cây ở đây. Bốn cái luôn đi. Cái tiền biển cả không xài cất vô, tính chia ra đốt cho nhanh nha. Nhưng thôi gom lận cục luôn. Ra phía bên ngoài mình tận dụng những chỗ có nước á, như ở phía bên đây nè. Mình sẽ ủi 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 phần ở phía bên đây này, để là một cái khu ruộng tạm thời của mình ở phía bên ngoài này. Mình trồng những cái cây gây giống lên dần 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 ha. Sau này mình sẽ vô ngôi làng để mình bắt cóc những anh dân làng đem ra phía bên ngoài để farm cho mình giúp tự động hóa. Tháo tháo cái thiên xuống đi. Mình sẽ cào phía bên ngoài vô khoảng tầm 1, 2, 3. Chắc mình phải làm mấy cái ô nước nữa không? Nhưng thôi cứ trồng ở ngoài bìa trước đi, đỡ mình phải làm mấy cái xô ăn. Có khoai tây, mình trồng khoai tây trước. Đó, trồng hết khoai tây. Mình còn mấy cái hạt giống lúa mì. Lúa mì dưới đấy mình có cà rốt nữa. Ưu tiên trồng cà rốt với lại cái này trước để có mình trao đổi mấy anh dân làng á. Đây, trao đổi với mấy anh dân làng để mình có thể có được cái ngọc ăn. Sau đó phát triển lên dần 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 luôn. Đó, còn phần còn lại thì trồng lúa mì thôi. Hạt giống vô biên liền. Còn trong này thì nó thiếu nước nè, cho nên sẽ bị khô lại ăn. Phía bên đây thì nước vô 4 ô, vẫn như cũ thôi. Và để khu vườn của mình lớn lên thôi. Và hồi nãy thì mình đào kim cương á, là tất cả mình có được 4 viên thôi. Mình chắc là phải đầu tư cho cây cuốc luôn á. Ôi, lộn lộn, bên đây chứ. Đó, vẫn còn dư 1 viên nha. Tính ra tập đầu mình đào được cái hồ báo ngon ghê chứ. Bây giờ thì trời sắp sửa chiều tối nữa rồi. Thời gian trong này trôi qua nhanh quá luôn á. Vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình có một cái khởi đầu rất là may mắn, đào được một cái hòn báo ăn, có được kim cương. Họ làm được một cái guốc kim cương xịn sò nè, để đi mai trong thời gian sắp tới. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi.
Cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích Minecraft thì đừng quên cho mình xin một like với dưới video để mình biết các bạn thích. Mình làm tiếp về Minecraft cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.